Võ sư Nguyễn Văn Chiếu, Tránh trưởng quản Hội đồng Võ sư môn phái Vô Vi Nam Việt Võ đạo. Cả đời ông là những chuyến phiêu lưu kỳ diệu mang Vô Vi Nam vươn tầm thế giới, lừng danh khắp địa cầu. Vào ngày 4 tháng 2 vừa qua, Võ sư Nguyễn Văn Chiếu, Tránh trưởng quản môn phái Vô Vi Nam Việt Võ đạo đã qua đời tại nhà riêng quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Sự ra đi của ông là một sự mất mát lớn lao không chỉ cho làng võ Việt Nam mà cả với bộ môn Vô Vi Nam. Khi còn đó ước mơ lớn của ông vẫn còn dang dở Lập nghiệp nơi đất võ Sinh ngày 4 tháng 11 năm 1949 tại Sài Gòn Từ bé, ông năng động và thích phiêu lưu Chính điều này đã đưa ông đến với môn phái Vô Vi Nam vào năm 1965 Và cũng chỉ vài năm sau, chàng thanh niên Nguyễn Văn Chiếu Đã bắt đầu các hoạt động truyền dạy Vô Vi Nam trong nước Nhớ về những ngày đầu tiên đến với môn võ của dân tộc Ông kể rằng Giữa những năm 60, các môn võ như Taekwondo, Judo phát triển mạnh ở Sài Gòn. Tôi là một thanh niên ham thích thể thao, lại rất năng động nên cũng tìm đến học nhưng cảm thấy không phù hợp với mình. Tình cờ biết đến Vô Vi Nam, môn võ hấp dẫn tôi bằng những đòn thế mạnh mẽ, quang quật dứt khoát. Hơn nữa Vô Vi Nam là môn võ lúc có đòn đánh thân pháp theo tiêu chí ngoại hình của người Việt Nam nên rất phù hợp với tôi. Kể từ đó tôi toàn tâm toàn ý học Vô Vi Nam nhận thấy cơ duyên với vô vi nam lại chịu khó chăm chỉ tập luyện nên chỉ hai năm sau vào năm 1967 khi mới 18 tuổi ông đã được phong võ sư tam đẳng huyền đai và đi dạy võ ở trường Petrus ký nay là trường Lê Hồng Phong thành phố Hồ Chí Minh năm 1969 chàng võ sư trẻ Nguyễn Văn Chiếu ngay khi được thầy cho xuống núi để giảng dạy đã liều mình rời nhà ngược ra Cam danh, rồi đến Quy Nhân Bình Định để gây dựng phong trào vô vi nam ngay trên xứ võ. Đó là một trong những bước đi khá táo bạo. Một thân một mình, ông đến với miền đất của võ cổ truyền để ươm mầm vô vi nam. Võ sư hồi tưởng rằng, khi ra đi với hai bàn tay trắng, sau 5 năm tôi đã đào tạo được 12 câu lạc bộ ở Bình Định. Đây chính là mảnh đất mang lại cho tôi nhiều kỷ niệm, cũng như có thêm nhiều cơ duyên để phát triển môn phái. Mảnh đất Bình Định mang đến cho ông rất nhiều kỷ niệm của thời trai trẻ. Sau này khi lấy vợ sinh con Ông quyết định đặt tên con mình là Nguyễn Bình Định Như một cách để lưu giữ những tháng năm trên đất võ của mình Võ sư Nguyễn Bình Định cũng là một võ sư nổi tiếng của Việt Nam Khi ông là trưởng bộ môn Vô Vi Nam Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Năm 1975 Ông rời Quy Nhơn về lại Sài Gòn Làm việc ở phòng thể dục thể thao quận 8 Một quận vùng ven Sài Gòn Và nỗ lực vận động mở lớp dạy Vô Vi Nam vào cuối năm 1976 Bối cảnh lúc đó khiến phong trào Vô Vi Nam gần như chìm xuống Nhưng với đam mê bất diệt của môn võ của dân tộc Võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã quyết định làm sống dậy phong trào Mang Vô Vi Nam vượt ra ngoài biên giới Thành công đại quê hương trong những năm 80 Khiến võ sư Nguyễn Văn Chiếu muốn mở rộng bộ môn võ ra bên ngoài lãnh thổ Năm 1990, ông bắt đầu tổ chức các hoạt động biểu diễn võ thuật ở hơn 20 quốc gia bắt đầu tại Belarus. Cũng trong năm 1990, tại chuyến lưu diễn ở Nga, tên tuổi võ sư Nguyễn Văn Chiếu dần dần được cộng đồng quốc tế biết đến. Một số nước thích thú với môn võ thuật của người Việt nên thường mời các võ sư tên tuổi của Việt Nam đến tham gia biểu diễn. Chuyến đi mở đường để vô vi nam chinh phục thế giới là chuyến đi đến Tây Ban Nha của ông vào năm 1997. Một võ sư người Việt vốn thấp bé, nhẹ cân lại mang ra thế giới biểu diễn giảng dạy khó tránh khỏi những ánh mắt nghi ngờ từ dân bản xứ nhớ về những ngày phiêu lưu mang vô vi nam ra thế giới võ sư chiếu kể những người nước ngoài có thân hình to con cao đến gần 2 mét có nhiều người từ môn võ khác sang học vô vi nam để làm cho họ nể phục môn võ của mình thì không hề dễ bên cạnh việc truyền dạy lý thuyết của mình còn phải cho họ thấy được môn võ của mình cũng rất thực dụng khi sử dụng đòn với họ mình phải mạnh dạn mình phải tìm cách đánh họ té nhào thì họ mới nể. Để đánh họ té, vô Việt Nam đòi hỏi nhiều kỹ thuật bất ngờ, đầy biến ảo. Tính đến nay, võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã đến hơn 20 quốc gia để truyền dạy vô Việt Nam. Theo võ sư Nguyễn Văn Chiếu, yếu tố thu hút môn sinh nước ngoài đến với vô Việt Nam, ngoài vấn đề kỹ thuật chiến thuật, còn có tính triết lý ẩn chứa sâu sắc trong môn võ này. Người nước ngoài còn thích vô Việt Nam hơn vì tính đơn giản nhưng logic đòn thế dễ học mà khoa học bài bản phong phú tính ứng dụng cao nếu taekwondo mạnh về chân karate mạnh về tay thì vô vi lại là sự tổng hòa của tất cả các yếu tố không chỉ sử dụng các đòn ném quật đấm đá mà vô vi còn có thể phối hợp khi dùng vũ khí chiêu thức đặc trưng của môn võ là đòn khóa bằng chân có thể vô hiệu hóa đối thủ bằng việc kẹp một phần cơ thể thường thấy nhất là cổ đây là chiêu thức có cả sự đẹp mắt và hiệu quả. Tuy sở hữu các chiêu thức đa dạng, nhưng Vô Vi Nam vẫn đề cao sự điềm tĩnh và ý chí của bản thân. Triết lý của môn võ là đào tạo ra một công dân tốt cho xã hội, không phải là một người chuyên chiến đấu. Đến nay có khoảng 1 triệu người theo tập Vô Vi Nam tại Việt Nam và hơn nửa triệu người ở 52 quốc gia khác nhau trên thế giới. Người đóng góp công đầu tiên trong việc mang môn võ của dân tộc ra xa hơn, không ai khác chính là võ sư Nguyễn Văn Chiếu. Giờ đây Vô Việt Nam đã có được những giải vô địch châu Âu, vô địch thế giới. Đó là một bước tiến lớn trong chặng đường phát triển. Và quan trọng hơn là ở quốc gia nào, Vô Việt Nam vẫn giữ được lề thói, tinh thần của người Việt. Điều đó là võ sư Nguyễn Văn Chiếu cảm thấy hạnh phúc nhất. Miệt mài tuổi thất tập cổ Lai Hy, dù đã ở tuổi ngoài 70, võ sư Nguyễn Văn Chiếu đảm đương vị trí tránh trưởng quản Hội đồng Võ sư Môn phái Vô Việt Nam Việt Võ Đạo. Trong vài năm gần đây, sức khỏe không tốt nhưng ông vẫn miệt mài gắn bó và giải quyết mọi công việc liên quan đến vô vi nam. Võ sư cho rằng tôi đã dành cả cuộc đời cho môn võ này dù nó không mang lại cho tôi sự giàu có. So với những người làm công việc khác thì tôi thậm chí còn nghèo hơn. Tôi làm bởi đam mê và tinh thần võ học của Vô Vi Nam. Tôi đã theo học để rồi dạy lại mọi người như trả món ân huệ cho những người thầy của mình. Đây là số phận cả một đời phát triển vô vi nam võ sư vui mừng khi thấy môn võ của dân tộc ngày càng đi lên nhất là trong trường học vô vi nam đã làm được và đưa vào trường học để đến với nhiều mầm non của đất nước hàng năm giải vô địch vô vi nam học sinh các cấp cũng được tổ chức với rất nhiều vận động viên tham gia môn võ cũng lan tỏa ra khắp nơi minh chứng cho sức hút vô cùng lớn mà nó mang lại chỉ còn một điều mà ông chăn trở là mở một học viện vô vi nam võ sư chiếu tâm sự Giấc mơ của tôi là mở một học viện vô vi nam thật lớn cho tất cả mọi người trên thế giới có thể tới theo học và nghiên cứu môn võ này. Tiếc thay chăn trở và nỗi niềm của võ sư chưa thành hiện thực thì ông đã ra đi. Năm 2010, khi trưởng môn Lê Sáng qua đời, võ sư Nguyễn Văn Chiếu được bầu làm tránh trưởng quản Hội đồng võ sư môn phái vô vi nam Việt võ đạo, mang bạch đai từ năm 2015 trở thành võ sư có đẳng cấp vô vi nam cao nhất Việt Nam. Hồng Đai 4 cấp, 9 đảng vô Việt Nam quốc tế Cả cuộc đời, sự nghiệp của võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã dành hết cho vô Việt Nam